để cho con một khởi đầu vững chắc nhất. Ba mẹ mong âm nhạc và nghệ thuật sẽ là người bạn đồng hành với con ngay từ giai đoạn đầu đời. Ba mẹ mong con vừa nâng cao kỹ năng, vừa tìm thấy niềm vui và phát triển sở thích trong mỗi bước con đi. Vì vậy, ba mẹ biết môi trường giáo dục phải là yếu tố hàng đầu để tạo ra nền tảng tốt nhất cho con. Khi con ở độ tuổi thích khám phá, ba mẹ mong muốn môi trường học của con phải gần gũi, có nhiều nét tương đồng như gia đình để giúp con cởi mở, tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn. Với phương pháp chơi mà học, ba mẹ tin con sẽ hòa nhập cùng các bạn và trở nên dạng dĩ thể hiện mình trong môi trường tập thể. Bên cạnh đó, con sẽ được rèn luyện sự tập trung, tinh thần tự giác và nhiều kỹ năng xã hội. Ba mẹ cũng tin chương trình học bài bản và chất lượng sẽ là cơ sở vững chắc nhất để con phát triển hết tiềm năng trong tương lai. Trường âm nhạc và nghệ thuật Neo Kids chính là nơi hội đủ phương pháp và các yếu tố khác biệt trên để phụ huynh tin tưởng chọn lựa cho sự khởi đầu tốt nhất của con mình. Ở giai đoạn nuôi dưỡng, lớp nền tảng Neo Kids dành cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi với 8 kỹ năng và các trò chơi âm nhạc vui tươi, tạo dựng nền tảng âm nhạc và nghệ thuật vững chắc nhất. Giai đoạn truyền lửa sẽ là trải nghiệm tuyệt vời khi chọn lựa các bộ môn như vocal, piano, organ, trống, guitar, ukulele và còn được tham gia rất nhiều sân chơi và hoạt động thú vị, từ đó hình thành cá tính và sở thích riêng của bản thân. Giai đoạn chắp cánh thể hiện rõ ước mơ theo đuổi âm nhạc và nghệ thuật với niềm đam mê chinh phục và phát triển khả năng chuyên môn của bản thân, cũng như xác định tương lai gắn kết lâu dài. Tại gia đình Neo Kids, nhà trường luôn đồng hành cùng ba mẹ để tạo ra môi trường phát triển tốt nhất cho con. Khởi đầu cùng gia đình Neo Kids, con sẽ được gieo những hạt mầm khỏe mạnh nhất. Từ đó, nuôi dưỡng, truyền lửa và chắp cánh sẽ giúp hạt mầm âm nhạc và nghệ thuật trong con nảy nở xanh tươi. Neo Kids, khởi đầu mới cho tình yêu âm nhạc và nghệ thuật của trẻ.